Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 23 tháng 7 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá sầu riêng tại các khu vực để bà con mình tham khảo. Giá sầu riêng hôm nay thương lái mua tại vườn so với những ngày qua là ổn định ha bà con ha. Cụ thể tại khu vực miền Tây, sầu riêng mút sang kinh có giá từ 240.000 đồng cho tới 260.000 đồng. Sầu riêng sáu hũ từ 80.000 cho tới 83.000 đồng. Ri sáo hàng đẹp có giá từ 53.000 cho tới 57.000 đồng. Ri sáo mua xô từ 49.000 cho tới 52.000. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 58.000 cho tới 63.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô có giá từ 53.000 cho tới 57.000 đồng. Tại các tỉnh miền Đông, ri sáo hàng đẹp có giá từ 46.000 cho tới 49.000 đồng. Ri sáo mua xô từ 41.000 cho tới 45.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp có giá từ 53.000 cho tới 55.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô từ 48.000 cho tới 51.000 đồng. Tại khu vực Tây Nguyên, sầu riêng ri sáo hàng đẹp lựa có giá từ 47.000 cho tới 50.000. Ri sáo mua xô từ 43.000 cho tới 45.000 đồng. Sầu riêng Thái hàng đẹp có giá từ 53.000 cho tới 55.000. Sầu riêng